xin chào cả nhà. Và bây giờ là Lu ăn trưa ha. Bữa nay thì ăn với cuốn tráng nè, cuốn tráng cá ha. Đây là cái đậu đỏ mình mua trong cái hộp ở trên siêu thị các bạn, hộp mình đã làm sẵn á. Ở đây là có cải chua, dưa chuột với lại cà chua ha. Đó. Rồi ở đây thì có nước mắm để mình chấm với cá ha. Ở đây thì có một con cá thôi, ăn nửa ô lộn, nửa khúc cá thôi, cá với lại bánh tráng. Ở đây có hai loại bánh tráng các bạn. Bánh tráng Phú Yên với lại bánh tráng ở đây mình mua ở đây. Bánh tráng Phú Yên là mình muốn nước nè, nước nhẹp nè ha. Rồi trứng thì mới luộc cho nên bây giờ chưa có chút ăn, mình sẽ tháo ra ăn sau ha. Thôi bây giờ các bạn cùng ăn với luôn nhé. Ok, thì ở nhà thì mình thích nhất là ăn bánh tráng các bạn, rất là ngon ha. Rồi sẽ lấy chút cá ra đó. Rồi bây giờ ăn ha, mình sẽ cho các bạn xem bánh tráng Phú Yên trước nha. Bánh tráng này rất là ngon các bạn, nó dẻo với lại nó, cái này là bột gạo á, cho nên là mình cần phải nhúng nước á, nhúng nước ướt nhẹp luôn chứ không phải là mình nhúng ít, tại vì bánh tráng này nó cứng lắm nên mình không có nhúng nước ướt nhẹp thì không ăn được ha. Đây, nhúng nước ướt nhẹp xong rồi thì mình tháo ra nè, tháo ra nó cũng rất là dễ tháo ha, cho nên đó tháo ra rồi bắt đầu mình sẽ cuốn với mấy cái kia ha. Đóng với cái món ăn trước ngon quá, cũng coi trứng coi trứng nó chín chưa đây nữa nè, mới luộc lọc lỡ trứng ra tới đây là sợ nó chưa lên. Sợ em luộc mà chưa tới ở bên trong nó còn đỏ các bạn nè, nhưng mà chắc ok rồi đó. Cả nhìn rất là ngon ha. Rồi bây giờ lọc trứng ra bắt đầu sắn ra, không có lấy dao mình sắn ra ha. Nước cười. Đây. Xong rồi cái trứng, rồi mình sẽ cứ còn sót ở đây miếng này. Đây chắc là phải. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha các bạn, mình sẽ sắn cái trứng ra. Ở trong có lòng đào ngon quá. Cái này là trứng vịt nha các bạn. Duck eat and fish pin. Ok, và bây giờ mình sẽ cuốn bánh tráng nha. Giờ sẽ cuốn bánh tráng ăn nè. Đây. Cái này đáng lẽ là hồi nãy mình tính ăn salad mà có bánh tráng cho thôi ăn bánh tráng. Hồi nãy tính ăn salad cho nên là sắc tròn á. Thôi nhưng không sao, mình sẽ cuốn ha. Rồi cải chua ha. Nhiều quá chắc phải thêm miếng cá nữa. Quá trời ngon. Cá này hồi nãy chiên giòn đó các bạn. Đó. Rồi một miếng đậu. Đi mổ một miếng đậu. Ok, và bây giờ sẽ ăn với cái này nha, nước mắm với lại
bánh tráng mình sẽ cuốn lại với nhau. Cho nãy giờ ăn ngon. Nhiều quá, nhiều thứ quá. Ok. Ok. Đây. Được một cuốn rất là to tướng luôn. Đó. Ngon quá mấy bạn ơi. Mình thích cái ăn tráng, cái cuốn á, nó dễ ăn, tại vì có nhiều rau á. Tái này chiên là không có bỏ muối nè, không có niêm đó các bạn. Fit with oil. Đấy, còn này là salad, bánh tráng, rice paper in Vietnam, only Vietnam, so eat. Nước mắm. Nước mắm so this is fish sauce with garlic, chili, sugar, so mix together. Cái này cải chua này nó chua chua đó nè. Bỏ đây nữa, ngon. Bánh tráng Phú Yên này thì nó dai ha. Rồi bột gạo rất là thơm người. Mùi bột gạo nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh tráng ở đây ha. Đang ở đây không có ánh nước ha. Trứng. Thịt chua, tomato. This one.
đây, bỏ cái vô đây. Ồ. Cái vô đây nha các bạn. Đây. Ok. Search this one. Xong một cuốn rồi, bây giờ mình ăn nha các bạn.